ấy thì giải cứu cho mẹ, cho cô cháu ta nằm. Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dò tìm điện thoại khi bị mất. Và đây là dò tìm điện thoại qua email. Hôm nay cũng vô tình thôi. Trước đây mình cũng dò tìm mấy lần nhưng mà khi đấy cũng không nghĩ ra cách không nghĩ ra là quay lại video khi mình làm cho mọi người tham khảo. Đầu đuôi câu chuyện là nhà mình có hai khách từ Hà Nội lên, mình là khu vực Phú Thọ. Đây. Mình thuộc khu vực Phú Thọ. Và khách đến nhà mình chơi thì hôm nay thấy anh tài xế, mình với anh tài xế này cũng có quen nhau. Có quen nhau thì anh ấy có vào, anh ấy bảo là hỏi xem là khách có cầm nhầm cái điện thoại của một người khách khác hay không. Đấy, lúc đầu mình cũng rất ngại, mình khách đến nhà mình mà có cầm nhầm thật như thế thì mang tiếng à. Mình gọi lại nhà xe xin lại cái email và cái mật khẩu mail. Đấy, mọi người nhớ nha, là muốn tìm được cái điện thoại đấy mình phải biết được cái email trong cái điện thoại đấy của mình là một, và cái mật khẩu mail đấy là hai. Đấy, và anh tài xế đã xin được cái email và cái mật khẩu đấy, mình đã dò tìm ra. Đấy, dò tìm ra thì đây là vị trí của cái điện thoại bị đánh cắp. Mình cũng có thể là hơi nặng từ, gọi là cầm nhầm thôi, tạm thời là nói cầm nhầm. Còn theo như điều tra ban đầu thì là cái này gọi là cố ý cầm nhầm vì gọi không thấy nhấc máy. Đấy. Và một số đã bị khóa lại, chỉ còn lại một số thôi. Thì cái này có nghĩa là theo chuyên môn như bên công an chắc người ta gọi là cố ý cầm nhầm. Đây là khu vực của nó, địa phận đây, khu vực của cái điện thoại bị đang tồn tại. Mình đã vào dò tìm tất cả các thông tin liên quan. Đầu tiên, thì mọi người thứ nhất là phải đăng nhập được vào cái email đấy. Cái thứ hai nữa là bấm vào là tìm điện thoại qua email. Đây, nó nói về cái điện thoại đây, thông tin của cái điện thoại đây. Mình refresh lại. Hai phút trước. Sau đó mọi người bấm vào định vị. Đã bị tắt máy rồi. Chắc qua nãy chủ điện thoại gọi đến số này mà nó đã tắt máy rồi. Này, còn trước đấy mình định vị đây. À đây, vẫn còn. Đấy, mình đã định vị rồi. Thông tin của chiếc điện thoại này hiện tại này, thứ
Thứ nhất là cái wifi nó đang nhận. Đây là wifi của nó đang nhận này. Thứ hai nữa là mức pin này. Và quan trọng là cái đầu tiên của nó là loại điện thoại. Đây cả số email. Này mình sẽ chụp lại. Nếu như mọi người muốn như chủ nhân của chiếc điện thoại này muốn lấy lại cái điện thoại này thì tốt nhất là không nên gọi, và mình sẽ dò tìm và định vị lại lần theo, và nếu như trong trường hợp cần thiết mình có thể nhờ đến công an. Quay đầu cái này, quay camera không? Đây là đang quay màn hình trực tiếp mình đang thao tác. Nên là mọi người là để mà tìm được chiếc điện thoại đấy của mình thì mọi người nhớ cái thông tin quan trọng nhất là thứ nhất là cái email của mình, và cái thứ hai nữa là cái mật khẩu. Và để mà một việc nữa đấy là để mà nó hiệu quả thì mọi người có thể là bật lên các ứng dụng của nó. Các ứng dụng của nó này. Về hình ảnh driver. Đấy, mọi người có thể để cho nó đồng bộ trực tiếp. Mọi người có thể để cho nó đồng bộ trực tiếp thì là các thông tin này nó sẽ đẩy hết lên. Video của mình đến đây thôi. Tóm tắt lại là nội dung chính là khi mất điện thoại mọi người nhớ là phải có được cái email của cái điện thoại. Cái thứ hai nữa là phải có được cái mật khẩu. Sau đó vào trang web, như đây là mình dùng Android thì là dùng đến Gmail. Còn nếu như mà dùng Windows Phone thì nó dùng Outlook Mail. Đấy. Sau đó mọi người vào bấm tìm kiếm. Đầu tiên là phải đăng nhập, hôm sau là tìm kiếm. Rồi chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì đăng ký kênh và theo dõi các gọi là các chia sẻ của mình về những cái kinh nghiệm cuộc sống máy móc, công nghệ, nhiều cái. Tóm lại kênh của mình là nó gọi là kênh tạp, rất nhiều thông tin. Quảng cáo lên kênh hộ người ta cái xem nào. Bao nhiêu? Quan tâm với đời sống bà con vùng cao thì còn nếu như mọi người có muốn gọi là du lịch online sản. Du lịch online về cuộc sống vùng cao thì đăng ký kênh của Bùi Thị Minh Khuyên. Mọi người có thể gõ trực tiếp cái từ Bùi Thị Minh Khuyên tiếng Việt không dấu, có dấu cách, để xem và theo dõi các cuộc sống vùng cao của các bà con khu vực miền núi Tây Bắc và quan tâm Đông mua Bắc. Đồ rừng. Nhưng mà đừng có mà mua các đồ rừng lâm tặc ở trên đấy nha. Thế này không làm gì của mày đi à? Rồi, nói vui với mọi người thế thôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.
biết mấy ngày con nó ăn cái mắt màng mà dính vào mắt. Đợt này đó, mấy anh em đang trêu nhau mà lên đời tăng giờ.